Tới đôi nhìn thấy hai thằng nha, đang chạy nha. Chỗ nào? Đường bao nhiêu? Tới đôi thẳng hướng hướng S. À, hướng 150, 165 thì đấy, dưới đấy. 150, 165. Cách mình khoảng 200 mét. Anh chưa nhìn thấy nhỉ? Ờ, tao thấy rồi. Đó, đã chạy, bắn không? Bắn chứ. Đông vào. Ok, kill. Còn thằng nữa ở đâu? Nó chạy vào trong nhà ra. Chạy không, một thằng nữa mà. Tưởng hai thằng mà. Thằng nó chạy trước rồi. Bỏ qua, đi sang đây. Đường chỗ này à, trống lắm, địt mẹ cái nhà kia nó bắn ra thì đéo chạy nổi luôn. Vòng bắt đầu thu. Bên này có hai thằng lúc nãy bắn anh em mình ở đây này. Đây địt con, mẹ mày nằm đây à con. Thằng nó vòng lên nhá. Đúng nào, chạy vào vòng đi. Vòng lên thì cũng kệ mẹ nó thôi. Thằng có thằng nó đang bị bắn đấy, nó bảo nó bị bắn đấy. Vào vòng đi em. Chú bị ăn đạn chưa? Nó bắn em à. Nằm xuống. Sao thằng, em nắp sau thằng đá phát. Nắp sau thằng đá nằm xuống. Sau cái hầm mới có người đấy. Fuck, ở đâu ấy? Trên đồi. Thì con mẹ. À sao bắn anh ấy? Nằm xuống. Ra cây khác, ra cây khác, ra cây khác. Góc 10, số 15 có một team nhá. Ở xa lắm. Đi chuyển vào trong rồi. Kệ con mẹ nó bắn em này, chạy vào trong đồi đi. Chạy đảo cánh tí nhá. Lên đi anh cover cho. Chúng nó bắn nhau ở phía dưới thôi. Vào trong vòng luôn, lên vòng luôn. Ở chưa có người không? Không rõ thì tốt nhất là nằm xuống đi đã. Tiếng úp bên này. Nằm xuống nhá. Sẽ không bị che. Rồi, kia nằm hẳn xuống, nằm hẳn xuống, nằm hẳn xuống. Trước mặt có người, 9 người. Đúng à... 60. Để lên trên không, em cầm shotgun nhá. Từ 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 từ, không liều, không liều, kệ nó. Còn 9 người, nghĩa là còn 7 thằng nữa thôi. Những tầm này bắn bắn ngắm qua vai nhá, không bắn qua ống ngắm nhá. Tầm gần đấy. Tao kìa. Trên trời ấy. Thấy một thằng
nào đây? Kêu. Nào đây? Chết rồi, chết rồi. Thằng à? Trước mặt mình lên bò. Xem này. Xuống phía dưới em ơi, xuống phía dưới, xuống phía dưới. Bên này có một thằng có súng ngắm đấy. Căng thế nhỉ, làm góc này khó thật. Có pet killer em cắn hết đi. Em sạch rồi. Trần ghế hết rồi. Không sao đâu, không sao đâu, cứ chạy đi. Em vào vòng chưa? Em trong vòng rồi, trong okay, vòng rồi. Ở dưới mặt đấy, trước mặt mình ấy. Còn bao nhiêu người anh? 4 người, 2 đánh 2. Nhiều khả năng là 2 đánh 1 và 1 chứ không phải là 2 đến 2 đâu. Ui vòng ngay chỗ em à. Rồi anh thấy một thằng rồi. Chỗ nào đấy? Hướng 345. Để đánh bắn cho. Rồi. Kìa, rồi. Knock out 1. Còn 1 nữa. Nó sẽ phải cứu hoặc là đấy thôi. Em có nhìn được vị trí 345 không? Có. Ông hơi khuất của em tí. Ít con là bắn anh. Rồi anh thấy đó rồi. Thẳng hướng N ra luôn em. Thẳng hướng N luôn, nó đang chạy xuống, cứu bạn nó đấy. Rồi rồi. Ít con mẹ mày, mày cứu tao. Không cứu thì mày cũng chết. Tao gốc cây đúng không? Nó ăn mớ đạn rồi, nằm xuống em ơi, em nằm xuống đi, nấp đi. Mình cần nó ở trong vòng, ngoài vòng. Em vào trong vòng trước đi, đừng ra đây. Ngon. Chết con mẹ. A hi hi. A hi hi đồ ngốc. Bạn đã kêu PZ bằng